Chiều ngày 6 tháng 10 năm 2023, huyện Tân Lạc tổ chức thành công cuộc diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia tại khu dân cư Tân Hòa, thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc năm 2023. Dự và chỉ đạo buổi diễn tập về phía đại biểu tỉnh có đồng chí Đinh Công Sứ, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng chí đại tá Nguyễn Thành, phó giám đốc công an tỉnh. Về phía huyện Tân Lạc có đồng chí Đinh Anh Tuấn, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện. Đồng chí Quách Cao Sơn, phó bí thư thường trực huyện ủy. Đồng chí Bùi Văn Tinh, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, trưởng ban chỉ đạo diễn tập. Cùng dự có các đồng chí trong ban thường vụ huyện ủy, thường trực hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, lãnh đạo các phòng, ban ngành, lãnh đạo các xã, thị trấn của huyện, lực lượng tham gia diễn tập. Với tình huống giả định xảy ra vào 12 giờ 30 phút ngày X tháng Y năm 2023, xảy ra cháy tại khu vực dãy nhà liền kề tại khu dân cư A, thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình. Gian bán hàng bị cháy thuộc hộ kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng chai LPG của ông Nguyễn Văn Ích. Nguyên nhân xảy ra cháy do quá trình vận chuyển và bảo quản các bình chứa khí ga bị rò rỉ, bắt vào ngọn lửa trần gây cháy nổ, hỗn hợp khí ga và cháy lan vào các hàng hóa khác, dẫn đến ông Ích và vợ bị bỏng, chạy ra bên ngoài kêu cứu hô hoán báo cháy, sau đó bất tỉnh. Đám cháy bùng phát nhanh trên khối lượng hàng hóa lớn, kèm theo nổ các bình ga mini bao phủ toàn bộ tầng 1, làm che chắn lối thoát nạn, kết nối từ các tầng trên qua cầu thang bộ trong nhà. Đám cháy phát triển nhanh lên phía trên qua biển quảng cáo và lan trên bề mặt chất cháy là hàng hóa sang các hộ kinh doanh bên cạnh. Vào lúc này, có khoảng 22 người mắc kẹt tại tầng 2 và tầng 3 của dãy nhà trọ ông Ích và các dãy trọ nhà lân cận. Tâm lý hoảng loạn, la hét thất thanh kêu cứu. Ngay sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, công an thị trấn báo cáo lãnh đạo công an huyện, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tiến hành huy động lực lượng đến hiện trường tham gia chữa cháy. Công an huyện khi nhận được tin báo, nhận thấy đám cháy có nguy cơ cháy lan, cháy lớn gây ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của người dân, bất an ninh trật tự tại khu dân cư, đã báo cáo đề xuất chủ tịch ủy ban nhân dân huyện triển khai phương án huy động lực lượng, phương tiện, tài sản của các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân ở địa phương để tham gia chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Đợt thực tập này cũng là đánh giá cái vai trò chỉ huy điều hành của các lực lượng được biên chế tổ chức trong cái đội phòng cháy cháy cơ sở, dân phòng cũng như là của các cơ quan đơn vị trong điều hành chữa cháy thực tế. Thế và từ những cái tổ chức diễn tập này thì cũng sẽ nhìn nhận và rút ra được những cái kinh nghiệm trong cái công tác tổ chức chữa cháy trên địa bàn huyện để kịp thời tham mưu các cái giải pháp biện pháp khắc phục triệt để những cái tồn tại thiếu sót về cái công tác phòng cháy chữa cháy. Chỉ trong thời gian ngắn, từ thời điểm phát hiện ra đám cháy đến lúc ngọn lửa được khống chế, tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy cùng các lực lượng tham gia đã phối hợp nhuần nhuyễn, thành thục các thao tác đáp ứng yêu cầu của phương án phòng cháy chữa cháy đặt ra, đảm bảo an toàn về lực lượng và tài sản. Việc tổ chức diễn tập có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng, chiến thuật chữa cháy, vận dụng linh hoạt, hiệu quả phương châm 4 tại chỗ trong công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và xử lý sự cố cháy lớn kịp thời. Đối với những cái hộ gia đình trên địa bàn thì chủ động mua các phương tiện chữa cháy tại chỗ và các phương tiện cứu nạn để đảm bảo cho mỗi gia đình của nhà mình. Và chúng tôi cũng đã tổ chức triển khai tuyên truyền đối với tất cả các hộ kinh doanh trên địa bàn và cũng như là các trường học, tổ chức những buổi tập huấn luyện cho người dân trên địa bàn. Và thông qua buổi diễn tập này thì mọi người sẽ hình dung được cái mức độ nguy hiểm của đám cháy. Đánh giá tổng kết buổi diễn tập, đồng chí Bùi Văn Tinh, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, trưởng ban chỉ đạo diễn tập, đánh giá cao các đơn vị có liên quan trong việc chuẩn bị phương án thực tập đảm bảo yêu cầu đề ra. Việc tổ chức diễn tập có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng xử lý tình huống cho người dân trong các tổ liên gia. Các lực lượng tham gia buổi diễn tập đã nêu cao tinh thần trách nhiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phối hợp nhịp nhàng, thống nhất và hiệu quả, triển khai theo quy định, đáp ứng được yêu cầu về thời gian và kỹ năng ứng phó. Công tác tuyên truyền vận động nhân dân về tầm quan trọng trong công tác phòng cháy chữa cháy là hết sức quan trọng cả trong nhận thức và hành động. Nội dung phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cần phải bổ sung thêm nhiều tình huống giả định sát với thực tế để có kế hoạch bố trí lực lượng, phương tiện tại chỗ xử lý kịp thời, không để xảy ra cháy lan, cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân huyện đã tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc
trong công tác tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.